Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào em gái bên kia bức màn. Và em chào tất cả mọi người trong trường quay. Dạ, em tên là Võ Khang. Em thì người Vĩnh Long. Em lên Sài Gòn được 3 năm rồi. Thì hiện tại công việc của em là nhân viên kinh doanh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em thì 27 rồi chị Tường ơi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Dạ, em tên là Nguyễn Triều Tiên, năm nay em 27 tuổi. Hiện em là giao dịch viên của phòng giao dịch MobiFone Long An. Mục đích của em đến đây ngày hôm nay là để tìm kiếm con rể cho ba má của em. Trời ơi, nhưng mà mình làm việc ở Long An luôn hả? Dạ, em sống và làm việc tại Long An. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em tự nhận thấy về bản thân mình đó thì em không có quá nổi trội. Nhưng mà để lặn lội tìm một người như em thì cũng hơi khó. Em nấu ăn ngon, em có khả năng tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong gia đình. Biết quan tâm, chia sẻ, đặc biệt là hát cũng hay. Nhưng mà nếu mà nhiều tài năng như vậy tại sao mình ế? Chắc tại vì cái nhược điểm của em là hơi kỹ tính với lại khó tính đó chị. Nên đôi khi hay nóng tính. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Do đặc thù công việc của em là em làm bên kinh doanh đó anh. Cho nên em quyết định một cái vấn đề thì em cân nhắc rất là kỹ. Và một khi em quyết định em cực kỳ dứt khoát. Cho dù cái quyết định đó là sai lầm thì em cũng không có quyết định lại. Vì em sẽ xem như là một cái chi phí để trả cho việc quyết định sai lầm của em. Nhưng nếu như nó là một sai lầm quá lớn, một cái hậu quả quá lớn thì sao? Có những cái thì mình cần tôn trọng cái ý kiến của mình. Và nó làm những cái như vậy để mà sau này mình quyết định những cái sau này nữa. Thì mình sẽ rút ngắn được những cái sai lầm của mình. Chứ hôm nay mình quyết định sai rồi, ngày mai mình lại quyết định lại, sai rồi quyết định lại nữa. Thì giống như bắt cóc bởi dĩa như vậy. Mình không có cái tư duy nghiêm túc cho cái lối hành xử của mình. Rồi, còn những cái gì mà thuộc về khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì gần như là em không biết lãng mạn, em không biết nói những câu ngôn tình anh. Đâu có cần phải ngôn tình như anh hồi nãy, chỉ cần chai dầu thôi. Thì đó là một cái câu mà rất là thật, chất phát. Nhưng nó đi vào lòng người em à. Dạ. Không cần ngôn tình đây, chúng ta nói gì bằng trái tim của mình. Không có cần phải ngôn tình nhiều lắm. Dạ. Rồi, bây giờ thì mình nói một chút xíu về đường tình của mình ha. Bạn gái, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi chị. Một mối tình ở thời sinh viên và một mối tình thì cách đây cũng hơn 1 năm rồi chị. Rồi 1 năm nay là chưa thấy ai. Dạ, 1 năm nay thì chưa. Rồi bạn trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường em thì nó cũng không có gì ghê gớm đâu chị. Nó cũng trải qua chỉ 2 mối tình thôi. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai mà em thích đó thì về ngoại hình thì cao khoảng 1m68 trở lên, người hơi tròn tròn tí để ôm cho nó thích. Gương mặt thì dễ nhìn, dễ mến là được rồi, đừng có đẹp trai. Đẹp trai dữ mệt lắm. Trời, còn gì phải giữ, người ta giữ mình chứ em. Con trai hay lăng nhăng hơn á chị. Đẹp trai là lăng nhăng hả? Dạ, thường là vậy đó em. Cái máu lăng nhăng là lăng nhăng hả? Đúng rồi, có nhiều người xấu lăng nhăng dữ lắm em ơi. Tính tình thì hiền lành, tốt bụng, có trách nhiệm, quan tâm đối với gia đình, biết lo làm ăn, biết quan tâm, chia sẻ. Có một chút lãng mạn thì càng tốt. Bên kia không có lãng mạn, không biết nói ngôn tình. Không có cần phải nói những lời ngọt ngào quá. Nhưng mà lâu lâu hay tạo sự bất ngờ cho người yêu của mình thì điều đó rất là tốt. Được không em? Dạ được chị. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu cô gái đưa ra? Bao nhiêu %? Về chiều cao thì em bo luôn cho bạn 2cm. Còn về cân nặng thì em nghĩ là em ổn. Ổn rồi. Còn tất cả những vấn đề khác thì em nghĩ nó không thành vấn đề. Rồi còn em yêu cầu như thế nào? Đơn giản thôi anh, em tìm một bạn gái thì cái điều kiện cần trước tiên phải là con gái chính hiệu cơ đây. Bạn yên tâm điều đó. Dạ. Cái thứ hai là chắc chắn là 100% là chuẩn nữ. Trời ơi trời. Rồi gì nữa bạn? Dạ, cái điều kiện em cần nhiều luôn á chị, là trong cái lối sống đó, là mình phải hiếu đạo với gia đình cái đó. Còn thứ hai nữa thì cao ngoại hình ngoại nhìn chừng 1m6 cho lên thì em nghĩ ổn rồi. Không có 1m6 để thấp xíu cũng chả sao, bởi vì em cao rồi cho nên em nghĩ là ổn. Em không thích điều gì phụ nữ? Dạ, trang điểm hơi bị lố tí anh. Tức là hơi đậm quá đúng không? Dạ đúng rồi. Đậm cái này được không? Vậy là lố chưa? Dạ chưa lố. Chưa lố hả? Chứ sao mới lố? Lố là cái mông của chị nó phải vẽ trên này, cái mắt phải vẽ vậy. Ai đâu mà khùng mới vẽ vậy, cái mắt đâu mà vẽ vậy, môi đâu vẽ vậy. Có vẻ là hơi gia trưởng đúng không? Dạ không chị, em người miền Tây em không gia trưởng đâu. Miền Tây gia trưởng mà sao thấy tùm lum yêu cầu hết trơn trời. Dạ thì mọi người hỏi em yêu cầu thế nào thì em liệt kê đó thôi, chứ em đâu có nghĩ rằng là phải 100% theo yêu cầu của em đâu. Cái đó là còn cái... điều gì không thích ở người bạn gái nữa không? Lỡ rồi nói luôn đi. Còn cái nhiều cái không thích nữa ta, là cái gì ta? Xăm mình. Bây giờ nếu mà cảm thấy hợp lý hết thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Năm nay em cũng 27 tuổi rồi, thì kế hoạch của em thì nó tầm kết hôn ở giai đoạn từ 28 đến 30. Mình cưới xong về mình định lập nghiệp ở đâu? Em thì em sinh ra lớn lên tốt nghiệp đều ở Vĩnh Long hết, và em đi làm ở Sài Gòn. Mà khi mà em khởi nghiệp thì chắc là em về quê em. Về Vĩnh Long? Dạ đúng rồi. Vĩnh Long em ở chỗ nào? Em ở huyện Trà Ôn. Rồi vậy là có làm dâu không hay là mình ở riêng? Dạ, cái việc làm dâu thì em nghĩ là nó không bắt buộc, nhưng mà em nghĩ là người vợ em ít nhiều gì cũng nên làm dâu. Cái việc làm dâu em định nghĩa ở đây không phải là làm dâu về để phục vụ cho mẹ em, nhưng mà làm dâu để biết được cái cách làm dâu như thế nào để sau này còn dạy cho con cái mà sau này nó làm dâu và hiểu được cái tình cảm, cái cảnh làm dâu như vậy, thì sau này lỡ có con trai có dâu thì thông cảm cho con dâu nhiều hơn, để hai vợ chồng là hai mẹ con á sống với nhau nó dung hòa hơn. Trời ơi, cho nên em nghĩ là người vợ em nên làm dâu. Thấy làm vợ em là cũng đã mệt rồi đó, làm dâu nữa chắc mệt nữa. Một chàng trai kinh doanh về nghề gì ạ? Suy nghĩ rất sâu sắc. Em là nhân viên của công ty Khóa Việt Tiệp anh. Khóa mà chắc lắm rồi nha. Chắc chắn. Để qua anh xem bên đàn nhà gái thế nào. Rất ổn định. Ồ, chào em gái. Nãy giờ em nghe chàng trai nói đó, em tưởng tượng thế nào? Em thấy anh là một người rất là sâu sắc, có hiểu biết, có trình độ. Em nghĩ em cũng thích cái mẫu người giống như vậy. Thích mẫu người như vậy. Mọi chuyện anh nói anh phải có làm dâu luôn đó. Dạ em không có khe vấn đề đó anh, em tự tin. Có thể về Vĩnh Long làm dâu đúng không? Dạ vâng. Rồi vậy ổn rồi. Người nào cũng lập luận rất rõ ràng. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ em có đi với mẹ với lại chị. À có mẹ với chị hả? Rồi cho chị gặp mẹ em ạ. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ, chào quý vị khán giả. Em là mẹ của bé Tiên. Theo mẹ nhận thấy mà cháu bên này là cũng được, cũng lịch sự, cũng đẹp trai. Dạ. Cũng thấy cũng chín chắn. Còn về phần bé Tiên ấy con. Dạ. Nó tuy mặc dầu nó là con một nhưng mà nó rất là giỏi, biết tự lập từ nhỏ đó, là ngoan, biết làm ăn, biết tính toán làm ăn. Dạ. Cô theo con nghĩ là trước đây là tụi con nếu mà có đăng ký cái chương trình này á, thì cũng đợi chờ lâu lắm đúng không? Dạ thì đúng. Theo con nghĩ thì hai đứa nên cho nhau cơ hội. Thôi vậy đi. Dạ cảm ơn cô ạ. Vậy đi. Rồi em đi với ai? Gia đình em ở quê bận á, cho nên không lên được, và nhà em cũng đơn chiếc, cho nên em đi với những người bạn của em. Những người bạn này thì chơi chung với em phần lớn là cũng hơn 5 năm rồi. Cho nên em nghĩ là ít nhiều cũng hiểu con người của em. Rồi mời bạn. Mời bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là Minh, là đồng nghiệp cũ với lại anh Khang đây. Thì về anh Khang á, thì về ngoại giao, về cái bên ngoài của anh, về kiến thức thì anh rất là ok. Thì về bạn nữ bên này anh Khang, thì khi bước vào là em đánh giá bạn rất là đúng theo cái chuẩn mà anh em mình ở nhà có trao đổi, là chuẩn mà có trao đổi trước luôn hả? Dạ, có trao đổi ở nhà trước, đó là người phụ nữ Á Đông. Thì nếu được thì hai bạn có thể là cho nhau khoảng thời gian thêm nữa để mình có thể tìm hiểu sâu hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ kéo màn lên. Không gian này là của các bạn. Dạ. Các bạn có thời gian là 2 phút. Kéo màn. Mời hai bạn. Anh có bó hoa gửi em. Dạ em cảm ơn. Còn đây là quà của sếp anh. Thì thật ra cái ổ khóa này mình nhìn nó đơn giản thôi em, mà trái tim với lại hai con yên gương thôi, nhưng mà cái thông điệp của nó ghê gớm lắm, sâu xa lắm. Thì cái ổ khóa này cái thông điệp nó là khi mà mình xác định mối quan hệ với nhau á, thì nó sẽ khóa chúng ta lại để một trong hai chúng ta khỏi phải bước ra cuộc tình này và ngăn cho người thứ ba nhảy vào luôn, cho nên nó mang tính bền vững. Anh gửi em. Em hy vọng em có thể cùng anh sử dụng cái khóa này ở một cái chiếc cầu ở ngoài Đà Nẵng, gọi là cầu khóa tình yêu á. Em thì công việc của em giờ giấc nó như thế nào? Hiện tại thì em sẽ làm theo ca, một tuần thì em làm ca sáng, một tuần làm ca chiều. Một tuần ca sáng, công việc có thể tự sắp xếp thời gian được. Anh thì nó cũng giờ hành chính thôi, Mà thỉnh thoảng thì anh hay đi công tác. Nếu mà hẹn hò thì anh nghĩ hẹn ở đâu ha? Tại vì cũng hơi xa đó. Long An bạn ở huyện nào ta? Em ở huyện Đức Huệ. Đức Huệ, anh biết Đức Hòa. Cũng cách Sài Gòn khoảng 60 cây á anh. Đức Huệ là vùng nước phèn nhiều đó, trồng chanh không đúng không? Dạ đúng rồi anh. Chanh Đức Huệ thơm lắm. Được không? 60 cây rồi mình gặp nhau được từng mấy lần? 60 cây thì sao ta? Nó cũng không phải là xa lắm đâu. Cái mục tiêu đặt ra là mình sẽ tối ưu hóa cái thời gian để mình sắp xếp mình gặp nhau thôi. Thì cái dự định của anh trong tương lai là sẽ về quê đúng không ạ? Nếu mà khởi nghiệp anh sẽ về quê. Thì trong bao lâu thì anh sẽ hướng về quê? Thật ra thì anh dự định đó là anh kết hôn rồi anh mới về quê. Tức là anh kết hôn rồi thì anh mới khởi nghiệp để có người giữ tiền cái đã, chứ nếu không thì anh xài hết. Vậy anh có chuẩn bị gì cho tương lai chưa? Anh hả? Cho việc lập gia đình. Chuẩn bị cái đầu rồi. Rồi. Nãy giờ là coi như thấy Đức Huệ với Vĩnh Long xa quá cho nói thoải mái luôn á. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bây giờ là phút giây lắng động để suy nghĩ xem thật sự từ nãy đến giờ trái tim của mình có rung động hay chưa. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Hai người đã nhấn nút hẹn hò. Thấy cô với cũng hồi hộp phải cô hả? Nắm tay nhau đi hai bạn.